Kinh văn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: "Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người." Lược giảng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng: "Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, bao gồm cả Thiên Long Bát Bộ, rằng: lắng nghe, lắng nghe. Tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ. Ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người." Phước đức là gì? Trong thư kinh Ở Thiên Hoằng Phạm có giảng về chữ phước và phân ra năm loại ngũ phước là phước thọ, phú quý, khang ninh, tu hiếu đức và khảo chung mạng. Một, loại phước thứ nhất là phước thọ, phước sống lâu, nghĩa là có phước, có thọ. Một người vừa được phước lại vừa được thọ nữa. Thế nào gọi là phước? Phước tức là hết thảy đều rất tự nhiên, tự tại. Thọ là thọ mạng, tuổi thọ. Người Hoa thường dùng chữ thọ này theo nghĩa trường thọ, sống lâu. Thọ thì vốn có trường thọ và đoạn thọ, sống ngắn ngủi. Song nếu chỉ nói thọ mà thôi thì được hiểu là trường thọ, chứ không phải là đoạn thọ. Vì thế ở đây dùng chữ phước thọ. Có câu phước lộc thọ tam tinh cũng chiếu, nghĩa là phước lộc thọ ba sao chiếu quanh. Tam tinh có nghĩa là ba ngôi sao, sao phước, phước tinh, sao lộc, lộc tinh và sao thọ, thọ tinh. Phước là sự tốt lành may mắn rất tự nhiên tự tại của riêng mình. Lộc là bổng lộc lợi tức. Nếu quý vị làm việc cho chính phủ thì tiền lương mà quý vị lãnh được hàng tháng đó gọi là bổng lộc. Thọ là thọ mạng, sự sống lâu. Theo người Hoa, Thọ Tinh Công là một ông tiên quắc thước, tráng cao, không có tóc, chỉ có chòm râu dài bạc trắng như cước và còn được gọi là Nam Cực Tử. Tương truyền, Nam Cực Tử chính là Nam Cực Tiên Ông của đạo giáo. Trong đầu có ba quyển thiên thư, sách của trời là quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Bởi có được thiên thư nên việc gì tiên ông cũng biết rõ cả. 2. Phú quý, giàu sang. Loại phước thứ hai là phú quý, tức là vừa giàu có lại vừa sang trọng tôn quý. 3. Khang ninh, khỏe mạnh bình yên. Loại phước thứ ba là khang ninh, tức là thân thể vừa khỏe mạnh lại vừa yên ổn. 4. Tu hiếu đức, thích làm điều lành. Loại phước thứ tư là tu hiếu đức, tức là thích làm việc tốt, thích hướng theo phương diện đạo đức mà xử sự. 5. Khảo chung mạng, cái chết an lành. Loại phước thứ năm là sống đến già, chết già không do tai nạn. Đức cũng có năm loại, ngũ đức là ôn, lương, cung, kiệm và nhượng. Có người nào hội đủ được năm đức hạnh này chăng? Đó chính là đức Khổng Tử. 1. Ôn tức là ôn hòa, không nóng không lạnh, ấm áp vừa chừng. Nếu quý vị suốt ngày cứ như quan đế công, chẳng nói chẳng cười thì là người quá lạnh lùng, lãnh đạm. Còn nếu suốt ngày cứ cười đùa hi hi ha ha thì lại thành ra quá nhiệt tình, quá niềm nở. Đức Khổng Tử thì ôn hòa, mẫu mực, đáng cười mới cười, đáng nói mới nói, không đáng cười thì không cười, không đáng nói thì không nói. 2. Lương. Loại đức hạnh thứ hai là lương thiện, nghĩa là có lương tâm, lòng dạ hiền lành, tốt bụng. 3. Cung. Loại đức hạnh thứ ba là cung kính. Đối với bất cứ ai, chúng ta cũng cung kính lễ độ, không có thói khinh người. 4. Kiệm, tức là kiệm pháp, có nghĩa là tiết kiệm, không làm hư hại, không lãng phí của cải vật chất. Thí dụ về vấn đề ăn uống,
đáng lẽ phải ăn 5 chén cơm mới thật no, nhưng bây giờ mình chỉ ăn 3 chén mà thôi, bớt đi 2 chén để dành cho những người đói kém hơn. Như thế là tự kiềm chế để tiết kiệm cho chính mình. Có câu, tự phụng tất tu giảng ước, yến khách thiết kỵ lưu liên, nghĩa là cho mình thì nên chế giảm, đại khách thì cần rộng rãi. Đối với riêng bản thân mình thì phải tiết kiệm đơn giản, bớt ăn bớt tiêu. Những sự chi dụng về đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, nơi ăn chốn ở, vân vân, thể đều không nên cầu kỳ, xa xỉ, bày vẽ thái quá, chủ yếu là ở chỗ tiết kiệm. 5. Nhượng. Đây là loại đức hạnh thứ 5. Nhượng tức là khiêm nhường, nhường nhịn. Đối với bất cứ việc gì, chúng ta cũng không tranh giành để được ưu tiên, chẳng e sợ về sau mình bị thiệt thòi. Nhượng cũng là nhường cho người khác được hạng nhất. Cái gì tốt thì để cho người ta được trước, còn cái gì không tốt thì chính mình lãnh lấy, đó gọi là nhượng. Chúng ta cần phải học tánh khiêm nhượng, nhường nhịn một cách lễ phép, lịch sự. Vừa rồi là nói sơ lược về ngũ đức, ôn, lương, cung, kiệm và nhượng. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có liên quan đến đức tánh nhượng này. Đó là Dung Tứ Tuế Năng Nhượng Lê, tức Dung Lên Bốn Biết Nhường Lê. Ở Trung Hoa, trước thời Tam Quốc, có một người tên là Khổng Dung. Ông giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới được 4 tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Quý vị thử đoán xem cậu bé 4 tuổi này chọn quả như thế nào. Cậu bé chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Bây giờ người khách lấy làm lạ bèn hỏi, sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ thôi vậy? Khổng Dung đáp, thưa, vì cháu là nhỏ nhất nên ăn quả nhỏ, còn các anh cháu đều lớn hơn cháu thì nên ăn quả lớn. Về sau, Khổng Dung được làm chức quan tước rất lớn. Do vì Khổng Dung biết nhường nhịn để dành quả lê lớn cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ, nên nói rằng Dung Lên Bốn biết nhường lê. Lại có một câu chuyện khác gọi là Hương Cửu Linh Năng Ôn Tịch, tức Hương Lên Chính biết ủ chiếu. Ở Trung Hoa đời nhà Hán, có một người tên là Hoàng Hương. Mới 9 tuổi mà mỗi tối cần đến giờ đi ngủ là lên nằm trên giường của cha mẹ trước, để giường chiếu đều ủ hơi ấm, hầu cha mẹ vào ngủ được ấm áp. Sau khi cha mẹ an giấc rồi, Hoàng Hương mới về giường mình mà nằm ngủ. Đó gọi là ôm tịch, ủ cho giường chiếu ấm lên. Đây là một hành động xuất phát từ lòng hiếu thảo, làm trọn hiếu đạo cũng là một đức hạnh vô cùng cao quý. Ha ha ha, 问什么的说呵。